Vâng, chúng ta hãy cùng trở lại với trận đấu thứ hai giữa chim sẻ đi nắng Hồng Anh Vinh Quân. Và vừa rồi là một tên đứt mạng. Vâng, sập nguồn đứt dây mạng của Quanet Arena tại 140 Trần Đại Nghĩa kéo dài, khiến cho tự dưng lại bị đơ một tên, nhưng không sao cả. Bây giờ thì mọi thứ đã có vẻ như là trở về được 50% vốn có. Vâng, tôi vẫn thấy là hơi hơi giật, nhưng mà có lẽ là cũng gọi là phát tạm cho mọi người xem thăm like. 28/28, một bài mà game thủ chim sẻ thì nắng là người đánh khá trâu dần. Anh ơi, phát ở kênh nào nhỉ? 14 ạ. Này ở kênh nào nhỉ? Vâng, bây giờ thì có lẽ là mọi thứ đã tạm thời là ổn định hơn được rồi. Và màn hình máy của chim sẻ cầm mấy zip mà em đánh 28 nông dân lên đời cũng tương đối sớm. Vâng, lên đời rất sớm, không thể tin nổi. Như vậy là Seang của Hồng Anh là người, vâng, là người đen nhà chính của chú Hồng. Hình như dạo này gần đây chim sẻ, vâng, Hồng Anh rất hay thích có cái kiểu đen nhà chính thì phải. Phải chăng em, vâng, phải chăng đó là cái phong trào, trào lưu mới chăng? Vâng, trào lưu vậy ho đi nha, chuyển thành đen nhà chính, sau đấy chui hốc. Một phong trào mà tôi nghĩ rằng nó khiến cho Hồng Anh tốn khá nhiều lực. Bây giờ thì mất lại gì nữa đây? Đít mạng tập 2 chăng? Vâng, cố lên. Vâng, cố lên cho con nó khỏe. Vẫn chưa đứt, cố lên. Đúng kiểu ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ chỉ cần đứt phật phát cái đánh lại ngay. Vâng, bởi vì hiện tại đang rất lag ở trên màn hình của tôi. Nhưng mà tôi nhìn thấy là cái bitrate vẫn là 1000, tức là các bạn vẫn có thể xem được những gì mà tôi đang xem. Nên tôi xin tường thuật lại cho các bạn nghe luôn. Là bây giờ thì Hồng Anh đang có một con lạc đà và chém chết được hai dân ăn vàng của game thủ màu 5. Tuy nhiên thì màu 5 lại có một tên mà nhấp nháy bay ăn hoang của game thủ Hồng Anh. Bây giờ Hồng Anh bắt đầu điều lạc đà ra đấy, và Hồng Anh lại rút lạc đà về. Vâng, và bây giờ thì là ba con lạc đà của Hồng Anh tụ vào và sẽ chạy thẳng ra bãi ăn hoang và xử lý những con lạc đà của game thủ màu 5. Vâng, một con phù thủy, Hồng Anh đen e ra và bắt đầu đưa nó ra ngoài. Vâng, bây giờ thì tụ thêm bốn, một con lạc đà nữa là bốn con lạc đà của Hồng Anh đang đứng ở BL. Ba con nông dân đang được chạy lên phía trước từ góc 12 giờ đổ xuống. Tôi sẽ tường thuật lại máy của chim sẻ. Vâng, chim sẻ bây giờ đang cơ cấu được một cái hốc khá to. Em đã bo hết nhà cửa của mình vào và đã có một tên cung đẩy vào thẳng vào ruộng chính của nhà màu 1. Vâng, và bây giờ thì màu 1 sẽ lại chuẩn bị chạy dân, còn chim sẻ lại chuẩn bị vẽ thêm một cái ruộng nữa. Vâng, chim sẻ đang có một tên đấu quân dưới dốc, nhưng có vẻ như em đang điều quân khá hay. Tham lai của chim sẻ đang là 56/68. Em đang điều một con nông dân ra đây, nhiều khả năng sẽ đóng thêm một cái ruộng nữa. Trong khi đó tân quân ở nhà của game thủ màu 1 thì đã bắt đầu rút lui rồi. Vâng, chim sẻ sẽ đóng thêm một cái ruộng nữa. Con xin nông dân xin ra lại tiếp tục đóng thêm một cái ruộng nữa. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, thực sự là bây giờ thì nhà của Hồng Anh, vâng, không hiểu sao em bị chém quá nhiệt tình. Và tham lai của em hiện tại đang là 24. Bây giờ thì em đang có 4 con lạc đà và 1 con cung đờ. Hiện tại thì mạng đang lag cho nên em đang đứng chơi vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chuẩn bị lao vào đống lạc đà này để thiêu hết. Vâng, em fit luôn. Lao vào thế này thì chắc chắn là fit. Nhưng mà em vẫn quyết tâm. Vâng, rất quyết tâm. Lao vào ăn thua đủ với đối phương. Sống chết đến giọt máu cuối cùng. Và sau một tình huống giật lag điên cuồng thì không hiểu sao mọi thứ đã kết thúc. Và tham lai của chim sẻ đang là 19. Vâng, cũng xuất hiện thêm cái E nữa, có vẻ như đó là một pha vẩy E bắt quân của chim sẻ. Vâng, có cả pha vẩy E bắt quân của Hồng Anh. Vâng, bây giờ thì cứ xuất hiện thêm 3 cái E nữa ở phía cánh rừng dừa. Tiếp theo đấy là 3 cái E nữa bị đen đi, chắc là Hồng Anh đen và mang nông dân ra để ăn ruộng. Nhưng cuối cùng thì Vinh cũng đã đi sai. Vâng, tỷ số là 2-0 cho cặp đôi chim sẻ đi nắng và Hồng Anh, mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao.
Nhưng mà thôi, tóm lại là thắng là được rồi.